Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào tất cả mọi người, và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh đây mấy bạn ơi. Và đã lâu lắm rồi, Phong mới giới thiệu tiếp cho anh em thêm một tựa game mới cực kỳ hay luôn đó nha. Đó chính là Honkai Star Rail. Hozovet là một nhà phát triển của hai tựa game đình đám là Genshin Impact và Honkai Impact. Phải nói đây là một nhà phát hành rất thích tạo sự bất ngờ cho người chơi khi lại tiếp tục mang đến cho cộng đồng game thủ chúng ta một tựa game mới, đó chính là Honkai Star Rail, vừa mới ra mắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2023. Với thể loại nhập vai RPG thì đây là một thể loại mà tôi và các anh em game thủ cực kỳ thích luôn. Thì game này chắc chắn sẽ là một tựa game rất thú vị để cày trong mùa hè lần này. Và lần này Honkai Star Rail sẽ giữ nguyên lối thiết kế đồ họa phong cách anime cho các nhân vật, gồm cả những cô nàng waifu xinh đẹp, cá tính và các hiệu ứng kỹ năng ở trong game. Tựa game sẽ có một cốt truyện hoàn toàn mới mẻ để anh em game thủ cùng nhau khám phá một vũ trụ ngân hà giả tưởng vô cùng huyền bí cùng nhiều điều bí ẩn và thú vị mới. Với đồ họa Unreal Engine cùng sự đầu tư vô cùng chỉnh chu và tỉ mỉ đến từng chi tiết của đội ngũ phát triển, phong cách của game có thể nói là vô cùng xuất sắc trên từng sợi cỏ luôn á nha. Phần âm thanh thì vô cùng ấn tượng, hiệu ứng âm thanh, nhạc nền, lồng tiếng cực kỳ là mới tai luôn. Và là một game thủ rất thích Genshin Impact và Honkai Impact thì mình có thể thấy được rằng Honkai Star Rail rất đáng để các bạn tải về. Với lối chơi chiến đấu theo lượt, người chơi sẽ được xây dựng cho mình một đội hình game gồm 4 nhân vật mà các bạn yêu thích nhất để tham gia chiến đấu và vượt qua những thử thách của game. Honkai Star Rail sở hữu 7 nguyên tố, 7 vận mệnh, mỗi nhân vật đều có vai trò quan trọng ở trong đội hình. Và nếu như người chơi muốn trở thành một pro player thì phải nghiên cứu, tìm hiểu, tính toán để có thể giành được chiến thắng đó nha. À mà đặc biệt, game này là hoàn toàn miễn phí, không cần nạp tiền để mạnh hơn, và các bạn có thể cày cuốc, nâng cấp, trao dồi kinh nghiệm cho nhân vật mạnh hơn đó nha. Đây là một yếu tố mà tôi cực kỳ thích ở trong các tựa game vì nó mang tới cái yếu tố công bằng cho người chơi. Với những điều kiện kể trên thì có thể thấy được rằng Honkai Star Rail không chỉ là một tựa game phiêu lưu khám phá hấp dẫn mà còn cực kỳ thu hút các anh em game thủ rồi đó. Anh em thấy thế nào? Chứ tôi là tôi ưng rồi đó nha. Lại là một con game mới ở trong bộ sưu tập trên điện thoại và máy tính của tôi. Honkai Star Rail là một tựa game miễn phí trên đa nền tảng dành cho cả PC, iOS, Android và còn có kế hoạch lên cả PS4 và PS5 nữa đó. Hỗ trợ đa ngôn ngữ, đặc biệt là có tiếng Việt đó nha. Chơi game là phải có tiếng Việt để cho dễ hiểu các bạn ơi. Nên là các bạn cứ yên tâm, trong dịp ra mắt lần này, Honkai Star Rail còn mang đến cho người chơi nhiều hoạt động và sự kiện offline ngoài đời thật và cả in-game, như ở Vincom Bà Triệu Hà Nội từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có Bưu điện Hồ Chí Minh từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5. Các bạn nhớ đến để trải nghiệm nhé. Và hiện tại game vừa mới ra mắt cho nên các bạn đừng quên là hãy tải ngay về để cùng nhau chiến với Hero Team trong mùa hè lần này nhé. Tải ngay nào các bạn ơi. Trời ơi, nhìn con heo mà thèm chảy nước miếng, muốn ăn quá à. Mà mình mập quá à, ăn kiểu này là Phong Cận che cười cho mình xem. Nhưng mà đói như thế này làm sao mà chịu nổi được. Muốn ăn quá à. Bây giờ sao đây? Ngày hôm qua em mới tăng thêm 1kg, ngày hôm nay em tăng thêm 9kg là 10kg. Ủa, vậy. Khoan từ, tôi mới thấy ai. Ui, Sammy kìa bạn ơi. À, Sammy đang ngồi một mình buồn hiu vậy ta. Từ hái bông hoa đem lại tặng cho Sammy được. À, Sammy ơi. Ủa, gì vậy? Ủa, Sammy, Sam ngồi ở đây làm gì? Ui, có nguyên một con heo quay ngon dữ vậy ta. Trời, nè, hôm nay nè, Phong tới đây Phong có mua một bông hoa đó. Phong tặng cho Sam bông hoa nè. Bây giờ Sam cho Phong con heo quay nha. Cảm ơn Sam nhiều. Cái con ông quay tôi thích này. Nghĩ sao bông hoa bé xíu mà đổi nguyên heo quay của tôi vậy? Ủa, chị hả? Vậy thôi, vậy bây giờ mình chia nhau ăn đi. Mình là một cặp đôi vô cùng dễ thương mà, chứ mình phải chia nhau phải không? Đây Phong lấy. Không có, cái này là heo của tôi nấu ra để tôi ăn cho ai cho ông ăn. Ủa vậy? Heo của tôi, không cho ăn. Ờ, vậy thôi, vậy Sam ăn đi, vậy Sam ăn đi, Phong thèm nữa. Ăn đi. Tôi không ăn đâu, tôi ăn mập lắm. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ủa vậy kỳ vậy, sao mà Sam không cho tôi ăn rồi, tôi xin Sam cũng không cho luôn à sao? Ấy rồi thôi, giờ vậy nè, tôi mập sẵn rồi, nhìn tôi đi, tôi mập sẵn rồi, tôi mới tăng 10kg rồi, cho tôi ăn được không? Để tôi ăn nha. Ờ, không cho, cái này là heo của tôi, không có thủng nghe hả? Này tôi nói rồi, đây là heo của tôi đang bận ăn, không cho ông ăn được. Ờ, rồi, thôi rồi, tôi không ăn nữa đâu rồi, bà ăn đi, cho bà ăn á. Ủa, cái gì kỳ vậy? Bây giờ Sam không ăn rồi, tôi xin Sam cũng không cho luôn, cái gì kỳ vậy? Kệ tôi thích được không? Tôi nổi ra tôi ngắn được không? Hiểu rồi các bạn ơi. Vậy là bây giờ á, Sammy á nha, là Sammy buồn bởi vì Sammy không có được ăn. Bây giờ Sammy ăn là Sammy sẽ mập, nhưng mà Sammy bị thèm đó. Kiểu thế, Sammy nấu xong Sammy ngồi, Sammy nhìn cho đỡ thèm. Trời ơi, ông còn chọc tôi nữa, tôi đang buồn rầu gần chết
Thôi, không sao đâu, không nói Sam nghe nè. Bây giờ Sam có mập như con heo này á, chăng nữa thì Phong vẫn sẽ luôn yêu thương Sam, hiểu không? Đó, cho nên ăn đi. Thôi, đừng có xào không, tôi không cho ông ăn á. Thôi, khó chịu rồi, khó chịu rồi, ông chọc tôi, khó chịu rồi, tôi giận rồi. Ủa, gì kìa? Trời ơi bạn ơi, mấy bạn có biết không, cái này không phải là diễn đâu nha bạn nha, mà cái này là ở ngoài đời thật cũng vậy luôn á bạn. Tính ra dạo gần đây bà Sam mới có hay nói với mình là Phong ơi, hình như là tôi thấy tôi hơi bị mập rồi, trong khi đó bà ốm còi xương luôn mà bà kêu là bà mập. Trời ơi là trời, bởi vậy cho nên đó là Sam lúc nào cũng buồn rầu hết các bạn ơi, cho nên mình thấy cũng tội nghiệp quá. Hay là hôm nay mình kiếm cái gì đó cho bà vui vui ha bạn ha, làm cái gì á cho bà vui đi. Bình thường á bà Sam là bà rất là thích chơi game luôn bạn ơi, mà bà chơi game thua hoài à, cho nên bà cũng buồn, mà bà ăn cũng không được cho nên bà cũng buồn, cho nên cả cuộc đời bà giờ tan là chuyện buồn. Hey. Thôi được rồi, bây giờ thế này nha các bạn, mình sẽ rủ Sam vào chơi game cùng với mình. Đó, và sau đó là mình sẽ tìm cách nào đó để mình nhường cho Sam chiến thắng nha các bạn nha. Hiểu không? Sammy sẽ vui hơn. Đó, mình nghĩ là như vậy. Ok, được các bạn, mình nghĩ là được á. Mấy bạn nhớ hãy đón xem hết video này để coi coi Sammy sẽ có vui lên không nha các bạn nha. Ok. Sam ơi, Sam. Dạ. À, giờ Phong không nói Sam nghe nè. Bây giờ Sammy đừng buồn nữa. Giờ Phong rủ Sam bọn mình đi chơi nè. Mình đi chơi á, sẵn trong lúc mình chơi mình tập giảm cân luôn đó. Đi chơi là có chạy chạy đồ đúng không? Có tập thể dục đúng không? Có tập thể dục, nhiều trò chơi thú vị lắm. Nhưng mà nha, ai mà thua là bị phạt đó. Sợ chưa? Trời ơi, tưởng gì cho mấy cái đó chuyện nhỏ, tôi đi luôn sợ gì. Gáy. Nghe tập thể dục là tôi khoái rồi đó. Tập thể dục là tôi ốm, tôi xinh đẹp hiểu không? Bây giờ đây, ok, mà. được. Vậy thì bây giờ á, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái mini game nha các bạn nha. Thì người nào thua á, thì người đó là sẽ bị phạt nha các bạn. Và hình phạt của mấy bạn là gì á, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ để cho mấy bạn fan chọn hình phạt nè. Ví dụ như mình với Sam thua á, mình bị phạt cái gì? Ví dụ như là phạt ăn ớt. Ăn ớt nhẹ quá, phạt bị vẽ trên mặt đi. Cái đó cũng xưa rồi, không vui nữa. Mấy bạn có hình phạt cái đó vui vui thì bạn comment mình xuống bên dưới cho mình biết nha. Thì mình sẽ thực hiện cái hình phạt đó của mấy bạn nha, nếu như người nào thua. Ủa bà làm gì vậy? Tôi cất con heo, lỡm ăn con heo tôi sao vậy? Tôi biết cất. Trời ơi, mà cho heo xuống. Cái này là tôi giữ của riêng của tôi, lúc nào tôi ốm tôi đẹp tôi ăn tiếp hiểu không? Mà để heo bên dưới này là con heo thiêu luôn rồi, còn đâu ăn được nữa. Thiêu trời, cái bà này bây giờ tập thể dục về tôi ăn cho mà xem. Trời ơi, giờ giấu rồi tôi. Ok rồi. Rồi. Không ai thèm lấy của bà đó. À. Rồi, ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đi đến mini game nào bạn ơi. Let's go. Rồi, để coi coi bây giờ ai sẽ là người bị phạt nha mấy bạn nha. Tôi nghi là Sammy bị phạt lắm luôn á bạn à. Trời ơi, đùa gì, đừng tưởng tôi nhìn này thôi mà tôi núp nha, tôi hơi bị bờ gồ. Vậy hả, bờ gồ luôn hả, ok. Được rồi, bây giờ nè, tôi sẽ chọn qua team đỏ trước nè, Sammy qua team xanh đi. Rồi, okay. Ok, Sammy team xanh đúng không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nào. Let's go. Vô. Rồi, Sammy đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok, yeah. Được, để coi coi Sammy có vượt qua được mấy cái bẫy của mình cho nha các bạn. Từ để mình giảm tầm nhìn xuống xíu nè. Đó, bình thường đi, ok. Rồi, chuẩn bị nha Sam. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, ok, cái bẫy đầu tiên là gì đây ta? 2, 1, đi thôi. Đi qua cầu đi Sam. Đi qua cầu đi. Nghĩ sao vậy. Trời ơi. Qua lẹ. Qua lẹ nè. Trời. Qua lẹ nè. Một màn đầu tiên. Đó, ok bạn ơi. Té một lần là sẽ bị mất một điểm nha bạn nha. Thì các bạn tính điểm giúp mình nha. Này thì chạy quá nhanh nữa Sam. Chạy quá sao kịp. Ghê luôn rồi các bạn ơi. Rồi Sammy mất 2 điểm rồi nè. Sammy mất 2 điểm nè. Cái bẫy tiếp theo, cái bẫy bắt cua nên tôi nhìn tôi đợi. Để coi người nào đợi hơn. Ok, đợi, đợi, đợi coi. Bà đợi. Bây giờ bà đợi mà mất thời gian cũng vậy à. Bà chết 2 bạn rồi. Trời. Ok. Sammy nè. Té nè. Trời ơi. Té luôn. Quá đơn giản. Nổ nè. Sợ chưa? Chạy đi. Ủa? Tôi chưa kịp bấm nút luôn á Sam, qua đi, tôi đang quay đó. Nổ nè, con nè làm như nhau, tôi nổ rồi đó. Để đi. Ê, ghê, tỉnh nha, không bị dính bẫy nha. Rất tỉnh, hiểu không, rất tỉnh luôn. Rồi cái này là gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Chắc chắn là có cái gì đó mấy bạn ơi. Ôi, Sam ơi, nhìn trên đầu bà kìa, trời ơi, nguyên con zombie nó bị khùng hay sao kìa Sam ơi. Từ từ, là thả xuống đó nó cắn tôi hả? Đúng rồi á, mà hình như con zombie này giống như nó đang bị điên á, bạn nó cứ chạy tròn này, nhìn sợ thiệt sự luôn á. Ôi, nhìn giống Phong Thần Tây Di quá bạn ơi, tôi đi thôi. Cắn đi zombie, tấn công đi. Ủa sao bà ra ngoài được hả? Ủa sao bà ra ngoài được vậy? Ủa rõ ràng hồi nãy. Ủa khoan, là bà bị chết hay hay là bà ra ngoài được thiệt vậy? Tôi biết tôi ra đây, em biết đâu tôi
Ủa rồi, ok vậy, ok rồi, là qua đi, vậy giờ qua tiếp đi. Qua tiếp đi. Không gì qua, giờ tôi qua thôi mà xem. Bây giờ không nhường tôi đi, tôi qua. Tại sao mày? Tính ra bà đi ngược đường rồi đó bà nội. Ủa, là sao? Là qua bên này nè bà. Bà qua đó làm gì? Trời ơi. Con zombie nó đánh Sam là coi như Sam sẽ thua. Vậy là Sam mất 4 điểm rồi nha. Chứ không phải là Sam ra ngoài được đâu. Lầm không ơi, bị lầm không qua ơi. Đi qua đi, qua đi, qua đi. Cái này dùng sao? Cái này dùng sao? Ủa cái này dùng sao? Ủa qua lẹ. À, mũi tên, mũi tên. Bắn zombie xuống lên là cái này. Trời ơi. Sammy nãy giờ là bị chết hơi nhiều nha Sam nha. Kỳ này Sam bị phạt rồi. Ông đùa giỡn với tôi hả? Trời ơi, dạ, dạ, qua đi, qua đi, qua đi. Bắn nè. Ở đây. Ở nè, qua đi. Qua đi. Đi ông bắn. Từ từ bắn, bắn, bắn. Ok. Ghê. Cái này tôi nhường đó chứ không phải dễ vậy đâu. Chạy bấm đúng. Ủa? Bấm được chạy, không được chạy. Sammy đứng lại với tôi. Trời ơi, tính quá. Được. Lên. Nhanh nè, nhanh nè, nhanh làm sao mà được. Oh no. Được những cái bẫy của mình rồi. Trời là trời. Hey, như vậy à. Ủa mà Sammy bị thua mấy lần người ta? Tôi đếm hình như là chắc cũng phải tầm hơn 10 lần á. 2 lần cái đầu bà chứ 2 lần mà tính gian gian à. Không sao, không sao. Nói chung là có bạn editor bạn ấy tính điểm rồi thì số điểm của Sam là bao nhiêu ở trên màn hình thì bạn nhớ xem giúp mình nha các bạn. Còn bây giờ thì tới lượt mình nè, tới lượt mình. Let's go. Gọi. Ok bạn ơi, thì vừa rồi á Sammy đã gọi là thua rất là nhiều mạng luôn rồi mà số điểm mà Sammy đã thua ở trên màn hình nha bạn nha. Để coi coi liệu rằng là Phong mới có thua nhiều hơn Sam nha bạn. Ok, Sam sẵn sàng chưa? Rồi, đây luôn, chế độ sẵn sàng. Ok, rồi, tôi vô màu xanh nè. Rồi, ok, bấm bắt đầu nha. Hồi nãy á bạn là tôi á không biết là Sammy đã thua bao nhiêu điểm á, cho nên á là các bạn hãy nhớ đếm rồi sau đó bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết để coi coi ai thua nha. Rồi bắt đầu nè, vô đi Sam. Rồi mẹ nha. Nhấn làm sao? Nhấn này hả? Nhấn nút thì nhấn cái nút thôi bà nội, có gì đâu. Trời ơi. Cái bà này thiệt, nhấn nút còn nhấn không được á là sao mà thắng tôi được Sam ơi. Ê ê làm gì? À. Trời ơi. Muốn làm nổ gì, muốn làm tôi rơi xuống hả? Còn lâu nha. Trời ơi, rồi tôi xin phép qua nha. Qua nè, qua nè, qua nè. Qua nè, qua nè, qua nè. Qua nè, qua nè, qua nè, qua nè. Ê. Ai. À, ghê. Một mạng. Trời ơi. Mới một điểm thôi chứ nhiêu, sao thắng tôi được? Tôi giờ tôi mới chết một điểm thôi. Ok à. Ấy. Ấy. Ai cay quá Sam ơi, tính ra là cái nút này nó có thể hồi, nó có hồi hồi được mà bà đâu cần phải chạy qua bên kia đâu, bà bấm mấy cái nút này thêm lần nữa được hả? Được luôn hả? Được luôn. Ai biết đâu, tôi biết đâu. Ê trời ơi, dễ gì nổ được tôi lần nữa. Trời ơi. À nhảy ra nha, nhảy nè. À coi nè, nhảy một phát qua luôn nha các bạn nha, nhảy một phát qua luôn nè. Ấy. Ấy. Làm gì? Làm trò gì? Ấy trời. Ê tôi đang coi. Tôi đang bấm nút mà. Ấy. Trời dễ gì bấm được tôi. Trời ơi. Thấy không mày, thấy không mày, thấy không? Trời ơi, từ nãy giờ Phong đâu thua nhiều đâu. Ê. Bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi. Ê, bấm đi, bấm đi, bấm đi. Ê, bấm đi, bấm đi, bấm đi. Làm trò gì đi qua, làm trò gì. No. No. Trời ơi, mất thêm điểm nữa rồi. Múa dữ vậy? Thì tôi phải múa chứ. Trời ơi, trò này không múa sao mà được, phải múa không? Đó rồi là tôi qua, tôi qua, tôi qua, tôi qua, tôi qua, tôi qua. Ờ, sao làm vậy Sam? Sao làm vậy Sam? Trời chơi sao? Quá, nó có ra đâu? Gạt cần gạt thêm lần nữa coi. Đó, thấy không? Phải gạt 2 lần. Trời ơi, quên, chạy, chạy luôn, chạy luôn. Chạy luôn Phong ơi, chạy luôn, chạy luôn. Thắng ơi, thắng ơi, chạy luôn, chạy luôn. Yeah, yeah. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi. Xin phép. Xin lỗi nha, xin lỗi nhiều nha. Nhưng mà Phong thắng rồi Sam ơi. À bấm nút vẫn còn lâu. Còn lâu. Trời ơi. Quá là dễ luôn. Quá là dễ luôn. Trời ơi. Không khó chịu quá. Cái gì Sam nói gì? Sam không biết xài cho nên là Sam mới thua đúng không? Ý Sam vậy đúng không? Ok được rồi. Vậy bây giờ á, nếu mà Sammy đã nói vậy á, tôi cho Sammy chơi lại thêm một lần nữa luôn. Cái này là mình nhường con gái luôn nha các bạn nha. Dám không?
Trời đúng không? Trời ơi, cái rồi rồi à. Bây giờ mình quay lại từ đầu nè, bây giờ mình đi lại từ đầu nha bạn nha. Ủa cái gì vậy? Chưa rồi đấy, chưa mà. Giờ tôi đang tập mà hiểu không? Giờ là mình sẽ đi lại từ đầu hiểu không? Mình đi lại từ đầu để cho Sammy chơi lại từ đầu nè, để Sammy không để thừa là do Sam không biết chơi nữa. Trời. Đúng rồi. Sammy hay không thừa lắm. Chị đã thừa ông phải chỉ tôi gặt như thế nào chứ đúng không? Rồi ok. Rồi Sammy ơi, Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sờ sàng đó. Sẵn sờ sàng rồi đúng không? Trời ơi, tôi là tôi chỉ cần có mấy phút thôi tôi đã vượt qua hết cái bẫy của Sam rồi. Yeah. Kiểu này là Sam sao? Sao? Khó chịu cái gì mà khó chịu do bà nước thôi. Đời ông đi bằng tôi là tôi nổ cho nổ bành luôn. Tôi đứng tôi đợi thôi. Trời ơi. Ơi. Thấy không? Sammy lại quên nữa kìa bạn. Mấy cái nút này nó hồi được. Sammy không chạy lại màn 1 luôn. Sammy qua đó làm gì không biết. Vàng rồi kìa, nó màu vàng rồi kìa. Trời ơi. Dễ gì hả Sam? Hả Sam? Tôi vậy tôi khôn rồi, khôn rồi, đúng không? Khôn rồi. Hey. Xuyên tường cái gì mà xuyên tường, tôi nhanh qua được xong kêu mình xuyên tường kìa, bạn thấy không? Sammy đúng thiệt là chơi trời, chuyên gia đẩy thừa luôn các bạn. Trời ơi là trời, đẩy thừa không à. Rồi qua nha, qua nè, rồi lùi nè. Dễ ẹt, trời ơi, bờ rồ lấy ơ. Ui, ý, làm gì vậy? Vẫn qua được rồi, trời ơi. Tính ra từ nãy giờ tôi thua đúng một mạng thôi các bạn. Trời ơi, cho Sammy chơi lại. Sammy đã biết chơi rồi mà Sammy chơi vẫn dở ẹt các bạn ơi. Trời ơi trời. Rồi tiếp nè, đi tiếp nè. Màn tiếp theo để coi. Canh đang canh. Bây giờ có một cái nhất nhảy một phát qua luôn nè. Các bạn coi nhảy phát qua luôn nè. Ôi trời ơi. Vậy anh nè, các bạn coi rồi. Nhảy phát qua luôn nè. Sammy đang canh vô cái nút luôn các bạn. Sammy đang nhìn vô cái nút 100% luôn. Ông chỉ cần bước vô thì ông phải nhảy tôi mới kết. Ôi, nhảy tôi mới kết là thảo vô tôi mới kết là trời ơi tức quá. Ôi chạy tiếp. Sammy sẽ không biết là Sammy có thể quay lại đâu. Trời, mình đi tiếp kệ Sam luôn. Tôi đi tiếp nha. Tạm biệt Sam nha. Ê, đi thẳng luôn. Làm gì? Không chết. Trời, tính ra tôi chết có hai mạng thôi luôn á. Trời ơi, em quá là dễ. Xin phép thắng nha. Cảm ơn. Ôi, bạn ơi, buồn quá. Kỳ cái gì vậy nè, sao mình chơi dở đó Sam ơi. Chơi bọn mồi, chơi mồi, trời ơi, chơi là chỉ có lương chứ chơi mồi mệt quá. Chơi kỳ, người ta chơi cái này là chiến thuật của người ta thôi. Được rồi, nói chung á là video này hôm nay á mình đã để tiêu đề là Phong Cận sẽ nhường cho Sam mà đúng không? Cho nên thôi được, nếu mà Sam không thích á, thôi được rồi, ok, tôi sẽ chọn thêm một tựa game khác nữa. Và coi như từ nãy giờ bọn mình chơi với nhau á là coi như là xí xóa đi, ok. Để coi bây giờ là mình chơi thêm một trò nữa nè, thì nếu như mà Sammy thắng trò này thì Sammy thắng luôn, mà thua là thua luôn. Không được đổi thừa nha. Rồi ok, thử không đổi thừa nữa. Không đổi thừa nha. Rồi, ok, mấy bạn nhớ cho mình nha. Sammy hứa là không đổi thừa nha bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trò tiếp theo nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mini game thứ hai nha. Thì hồi nãy các bạn là Phong nhường Sam. Cái này là do chính miệng Phong nhường Sam nha các bạn. Cho nên á là Sammy á là con gái cho nên Sammy được nhường thôi, chứ không phải là Sammy bắt mình nhường hay gì đâu. Cho nên mấy bạn đừng có chọc Sam, đừng có nói Sam là gian gian hay gì tội nghiệp Sam nha. Tại vì mình muốn nhường các bạn ơi. Bạn gái của mình mà đúng không? Trời ơi, ok, không biết khi nào Sam mới nhường lại tôi ta. Ôi, lúc nào hả? Lúc nào tôi bừng rồi tôi nhường lại. Đó, rồi ok. Rồi, thì bây giờ tôi xin giới thiệu với Sam trò chơi tiếp theo mà chúng ta sẽ chơi. Đó chính là một trò chơi vô cùng hấp dẫn luôn. Bạn có biết cái trò mà chúng ta sẽ xuống dưới cái chỗ nè, và sau đó trên trời sẽ rơi xuống những cái block vuông vuông này, bạn biết không? Trời ơi, chơi TNT rơi xuống đầu á. Đúng rồi. Thì ở trên những cái block này cũng có hiệu ứng luôn nha. Cho nên là bà phải biết nè, ví dụ block màu xanh này là có hiệu ứng là bị mù nè. Đó, không thấy đường hiểu không? Block này sẽ bị chậm nè. Đó, ok. Rồi có thêm những cái block bên này nè. Đó, block bên này sẽ hay bị nổ nè. Màu hồng thì sẽ chạy nhanh nè. Màu tím là sẽ bị mất máu nè. Đó, thấy không? Ôi, nhiều vậy. Ai da, trời ghê quá vậy. Tôi đập cái gì đủ quá trời.
Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái trò này để coi ai thắng nè. Một lần thôi nè, người nào thua là thua luôn nè. Qua nè, vô nè. Rồi vô nha, nhảy vô. Hay là bây giờ mình chơi 3 trận đi Sam cho nó vui, chứ một trận hơi chán đúng không? Rồi cứ chơi đi. Ok, cứ chơi thử nha. Ok. Rồi, rến dưới nè, khoan từ từ để tôi tắt tiếng nhạc đã. Tạm mi nhìn ở dưới đất kìa, nó có mấy cái ô vuông đỏ thấy không? Đó, mấy cái ô vuông á là nó sẽ rơi cái bài lắp xuống mình phải né nó thấy không? Đó. Ủa, tưởng nó đập lên chứ, thôi ra phải né hả? Né chứ, tại vì nó là cái chỗ của cái bài lắp rơi xuống mà. Đó thấy không? Rồi. Trời. Bây giờ là mình phải né. Đó. Không được đạp lên nó đúng không? Màu hồng đạp, có chạy đạp mình chạy nhanh nè, màu hồng chạy nhanh nè, màu xanh. Ui, màu xanh là được nhảy cao. Ok rồi, tôi biết là tôi phải nhớ bạn ơi, đây màu xanh là để nhảy cao, nhảy lên đây luôn. Đó. Ủa? Rồi xong, Sammy nhảy vô trong cái cục đó luôn. Trời ơi, thiệt luôn. Tôi đã nhường cho Sam rồi. Tôi đã nhường cho Sam rồi, vậy mà Sam vẫn thua. Trời ơi. Ai biết đâu rồi ơi, cái này là xé nháp đi Phong ơi. Rồi cái này mới mà đúng không? Xé nháp hả? Rồi ok được. Nếu như mà Sammy đã nói vậy thì coi như cái kia là nháp đi. Bây giờ mình chơi 2 trận nè. Ok, giờ là 2 trận nè. Nếu Sam thắng 2 trận là Sam thắng luôn. Còn nếu như Sam thua 2 trận là Sam thua luôn. Ok, được không? Rồi, okay. Biết cách chơi rồi, biết cách chơi. Ai, trời mình ơi. Lại nháp à. Ok, nháp chứ không phải là tôi chơi gian. Không, là nháp thôi, nháp thôi. Ủa, ok, nháp thôi đúng không? Trời vô. Cái cục kia kìa. Cái cục kia kìa. Chạnh, chạnh, né liền, né liền. Ủa, anh Sam ơi, Sam có cái cục màu xanh là mình leo lên là mình sẽ được bay á. Thật hả? Ừ. Nói đùa không? Thì giỡn đùa tôi hả? Hồng nhảy cao, hồng nhảy cao đúng không? Ôi, vài lộ. Ủa, hồng đâu à? Dạ. Màu hồng á là mất máu nha. Phải không, cái đó màu tím mà, màu hồng bên này nè, màu hồng bên này nè. Màu hồng này bay nè, bay nè, bay nhanh nè. Đó, bay màu trắng là bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Ủa, màu trắng là bay lên hả? Được quá ta. Ok, tôi phải nhớ màu các bạn ơi, không thôi là thua đó. Nó càng xuống nó càng rơi xuống nhiều hơn nè các bạn ơi. Trời ơi, nhiều trời. Oh my god. Ôi, ôi trời. Thôi các bạn ơi, tôi mới vừa gọi là xém nữa là tôi bị đè luôn các bạn. Tôi mới vừa nhảy trong một cái bài lắp xém tôi bị đè luôn. Trời ơi. Oh my god. Nguy hiểm nha. Ôi, thôi xong rồi, tôi rơi và lắp màu tím rồi, tôi bị người ta mất máu rồi. Ôi. Sao bị đè. Ôi, Sam ơi, cục đó là bị đè, Sam ơi, cẩn thận nha. Tôi thấy từ nãy giờ là Sam hơi bị cái nhiều pha xém bị đè á. Ui, càng lúc nó càng nhanh Sam ơi. Hình như càng lúc nó càng nhanh hơn nè các bạn nhìn nè. Nhanh như vậy, nó nhanh như vậy hả? Nhanh thật sự luôn á. God. Ui. Ai da, mau ơi. Cái chân đó. Nhưng mà Sam chơi mà tôi cũng hồi hộp theo. Ôi đâu, cũng bị mù rồi, tôi sẽ nhảy qua đây. Đó, tôi nhảy vào cục màu trắng này, tôi leo cục màu cam cao hơn. Đó. Wow. Liệu rằng là Sam tôi thắng. Trời ơi, Sammy lại thua một lần nữa rồi. Trời ơi. Tôi khôn nhỏ. Thôi Sam ơi, cái này số phận của Sam mà Sam phải thua rồi Sam ơi. Trời ơi, chắc vậy rồi. Hồi nãy tôi nói là mình chơi 2 trận. Nếu như mà Sam thắng 2 trận thì Sam thắng luôn. Còn nếu mà bây giờ mà Sam thua 2 trận, Sam thua luôn. Nhưng mà hồi nãy Sam chỉ mới thua 1 trận thôi. Cho nên bây giờ ok được. Bây giờ cho thêm 1 trận nữa nè. Ok rồi. Khoái lắm. Ok, bây giờ nha bạn. Bây giờ mình nói thế này đi. Đây là cái tập đầu tiên của mình với Sam solo thi đấu với nhau để chịu hình phạt. Cho nên là coi như mình con trai mình nhường con gái nha bạn. Đúng không? Mình là con trai là mình phải nhường nhịn con gái. Đó, cái đó cái điều tốt mà đúng không? Đó, ok. Cho nên bây giờ mình trong một trận cuối. Nếu như trận này Sammy thắng thì Sammy thắng luôn. Còn Sammy thua thì Sammy sẽ bị phạt. Ok. Ok. Này, cơ hội cuối cùng rồi, tôi gọi là cơ hội cuối cùng đó. Trời ơi, không bị phạt. Nhưng mà nha, là chỉ có một tập này thôi, một tập này mình mới nhường thôi nha các bạn. Bạn nhớ với mình nha, tập 1 nè, tập duy nhất này mình nhường thôi. Yeah. Còn những tập sau á là tôi không có nhường đâu. Ok không? Sao tôi cũng chơi ông không, tại biết tập sau tôi thua rồi. Rồi ok, nhảy vô nè. Rồi, tiếp. Bắn nè. Dạ. Ôi, sao tôi rớt xuống vậy? Nhảy xuống được mà. Ok, rồi. Sẵn sàng nha Sam. Chơi thua nha Sam. Sẵn sàng rồi. Không thua đâu, không thua đâu. Khoan đã, quên mất là Sam sẽ có một cái tấm thẻ ở cái số 1 của Sam. Cái tấm thẻ này sẽ giúp cho mình bay lên á, nhưng mà dùng được một lần thôi nha. Okay, màu xanh này là gì? Màu xanh này là gì? Tôi thử hết rồi. Xanh đó thì nó giống kiểu cái băng mình đi chặn thôi. Ờ. Nhìn đâu mà lấy gì? Nè, bị nổ hết máu rồi, đừng. Đừng có phải kêu xui nha. Trời. Tôi không biết. Cái này là bay lên hả? Bay lên một cái hả? Bay là hình như bay cao lắm á. Cái này là cái ui, màu trắng, thích màu trắng lắm. Đứng ngồi màu trắng cho hên, lấy may đúng không? À, tôi đứng gần ông đi chắc. À, trời ơi. Ủa, tôi đứng gần tôi, trời ơi, tôi là tôi. Ủa, đâu có. Trời. Tôi đâu có may mắn đâu, là do bà xui á, không phải là do tôi may mắn đâu, là do vậy bà bây xui. Bây giờ tôi sẽ lấy cái sự xui xẻo của tôi cho ông.
Hả? À? Vậy luôn hả? Ôi, may quá. Màu cam là chậm, màu đỏ là chậm. May quá. Trời ơi. Ôi, bị mù. Ok, màu cam là bị chậm nè, màu trắng là bay lên nè đó. Mình là tôi là giờ tôi tập trung tôi bay lên mấy cái block cao cao. Ai? Cái gì vậy? Ôi, sao tôi thắng vậy? Ôi, quay cảm giác thật là gì? Trời ơi, tại sao tôi lại thua vậy trời? Ôi trời ơi, chán quá mấy bạn ơi, thiệt luôn á, mình lại thua rồi, buồn quá đi. Mấy bạn thấy không, ông thấy không, đây là một câu, đây là một cái câu để dành cho ông nè, phải không? 30 chưa phải là Tết. À vậy hả, 30 chưa phải là Tết hả? À? Chưa biết ai thắng đâu. Ok, ok. Xin lên đi bạn ơi. Ok. Rồi, ok bạn ơi, vậy là ngày hôm nay Sammy đã vui rồi bạn ơi. Mấy bạn biết sao không? Tại vì á là như đầu video mình đã nói á, mấy ngày nay Sammy có chuyện buồn, cho nên là Sammy hơi buồn, cho nên hôm nay mình mới rủ Sam vào đây nè để mình chơi mini game với Sam. Với lại á nha là mình sẽ nhường cho Sam để Sammy thắng các bạn ơi. Yeah. Nhưng mà cái bà này bả nước quá, từ nãy giờ bả thua hoài à. Cho nên á giờ cuối trận là tôi phải nhường bả này để cho bả vui. Bạn thấy bả vui quá trời vui không? Đó, vậy coi như thành công rồi. Ok. Được rồi. Ok. Sam ơi. Gì vậy? Đang vui nè, tôi đang chuẩn bị tôi vui quá trời. Đang vui hả? Đang vui hả? Rồi ok, đi qua đây, đi qua đây, từ từ đi qua đây chào mấy bạn khán giả cái nè. Ok. Trời ơi, và ông gà chưa? Ok rồi, tôi gà. Ok, tôi gà. Rồi ok bạn ơi, thì mấy bạn có thấy là trận đấu ngày hôm nay có vui hay không thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như bạn nào mà muốn cho mình bị cái hình phạt gì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha bạn nha. Còn nếu như bạn nào mà không muốn mình bị phạt á thì cũng có thể comment bằng cách là không cần comment đâu. Bạn nào không muốn mình bị phạt thì nhấn nút like cho mình đi. Nhấn nút like thì mình sẽ là không bị phạt nha bạn nha. À, ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share, nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.